Hello, hôm nay mình xin gửi đến các bạn một thông điệp ngẫu nhiên để xem là sắp tới các bạn sẽ đón nhận những điều gì nha. Đây là các bạn tụ một, thông điệp ngẫu nhiên. Các bạn tụ hai, rồi các bạn chọn nha. Ok, mình sẽ giao phần trả bài cho các bạn tụ một. Xin chào các bạn tụ một, thông điệp ngẫu nhiên này có duyên với bạn nha. Chúng ta sẽ xem là các bạn sẽ đón nhận những chuyện gì sắp tới. Có tin vui nha mọi người. Tree of Earth, 3 xu. Các bạn có sự may mắn trong công việc tiền bạc á. Cái lá mình lật lên ha. The Hermit. The Hermit là còn giống như kiểu còn một nhân tố tiềm ẩn nào đó. Hoặc là bạn cảm thấy á, điều gì đó ở trong mình, bạn muốn lấy lại cái niềm đam mê, bạn cũng đang dần dần tự bản thân của bạn quay về bên trong và bạn từ từ bạn tìm ra cái niềm đam mê của các bạn là gì. Hoặc là trong khoảng thời gian này nè, tự nhiên bạn có cảm giác là sau cái sự thôi thúc từ bên trong nào đó của các bạn mà nó đang gần như là muốn thể hiện ra bên ngoài rồi nha. Mình đang có một cảm giác là có thể các bạn sẽ được một sự hỗ trợ hoặc ít nhất nó sẽ là một sự động viên á, của bạn bè các bạn, tức là một số người nào đó rất là yêu quý các bạn á. Tree of Water thật sự vô cùng linh ứng, tại vì ba xu nè, ba ly là cho thấy á, bạn không những á, là bạn có một cái sự thôi thúc muốn thôi thúc từ bên trong, động lực từ bên trong để bạn thực hiện một cái ý tưởng, cái dự định nào đó của các bạn mà có liên quan đến niềm đam mê của bạn luôn. Có nhiều bạn bè sẽ là tạo cho bạn một cái không khí vui vẻ, một cái không khí mà bạn cảm giác sẽ yêu đời trở lại, sẽ yêu thương cái cuộc sống trở lại. Và những người bạn này nè, có thể một số người nào đó sẽ liên quan đến công việc của bạn nữa, chẳng hạn như là làm chung với bạn, hoặc là có sự hỗ trợ hợp tác, hoặc hoặc ít nhất sẽ là kiểu như động viên bạn, khuyến khích bạn, hoặc là có sự hỗ trợ để chỉ dẫn cho bạn ha. Mình thấy một cái bầu không khí hạnh phúc hết rồi, cái lá nó cũng lật ra luôn. 6 ly. Trời, hội tụ sum họp về với bạn nha. Sum họp đoàn tụ, bạn sẽ gặp lại á, và cảm giác đầy cái sự yêu thương ở đây luôn. Những người bạn cũ hoặc là bạn gặp soulmate, bạn có thể sẽ gặp những người thân thiết, gặp được soulmate trong cái khoảng thời gian, cũng có thể là thời gian sắp tới bạn mới gặp, nhưng khi gặp là bạn sẽ có cảm giác là thân thiết ngay. Hoặc là bạn sẽ có sự sum họp đoàn tụ lại với những người bạn cũ hoặc là người yêu cũ của các bạn, hoặc là người yêu hiện tại luôn, hoặc những người thân thiết hiện tại nhưng bây giờ mới là có nhiều cái kết nối nhiều hơn, hoặc có những buổi gặp gỡ chẳng hạn như buổi tiệc nhiều hơn. Mình sẽ rút một lá trong bộ này nữa. He of Air. Cái điều này nè, có một cái thông điệp gửi đến bạn là bạn cần tìm tòi thêm hoặc là tìm hiểu thêm nhiều kiến thức á. Hoặc là bạn cần lý trí, bạn quyết đoán hơn ha, cho những cái sự kiện trong thời gian sắp tới. Ok. Bạn sẽ nhiều bạn sẽ bắt đầu gọi là bạn kiếm tiền được tốt nha. Hoặc nếu như nhiều bạn mà đã kiếm tiền ở cái mức độ ổn định rồi á, thì có nghĩa là cuộc sống sắp tới bạn thêm niềm vui và cái sự hợp tác á, hoặc là làm việc chung với nhau á, là nó kiểu cái tính hiệu quả nó sẽ cao hơn. Jane Flores này chúc mừng luôn nha, sự thay đổi đang đến và sự tiến triển đang đến nha. Progress là đang chỉ cái cuộc sống bạn, mọi thứ nó sẽ tiến bộ, tiến triển.
chứ không có phải là regress, không có phải thụt lùi nha, mà là thay đổi và tiến bộ. Tất nhiên cũng có thể là một số bạn nào đó liên quan đến chuyến đi ha. Ok, trời ơi, còn mạnh hơn nữa, sun, star. Cái này là sáng, rực rỡ nha. Cuộc sống của bạn tươi sáng, rực rỡ á, giống kiểu tỉnh táo trở lại nè, mọi thứ, thần thái này nọ. Điều là sẽ thấy bạn rất là cực kỳ là tươi sáng á. Và ở đây mình còn thấy được cái việc bạn thực hiện cái ước mơ của bạn nữa kìa. Bạn thực hiện niềm đam mê, lý tưởng đam mê của bạn. Ban đầu nó giống như là một cái ngọn nến thôi, nó nằm ngay chính giữa mà the hermit nữa, có nghĩa là một cái niềm đam mê nó ẩn, nhưng mà đến cái lá này nó đã là the sun rồi, thì có nghĩa là bạn sẽ hiện thực hóa cái niềm đam mê của bạn nha. Ôi trời, fire magic, cực kỳ kết nối á, cực kỳ linh ứng á. Đây nè, mọi thứ là bạn sẽ thắp sáng lại một cách mạnh mẽ. Các bạn có học, các bạn có tìm tòi, hoặc là tới lúc mà bạn đã lôi được cái niềm đam mê của bạn ra rồi, thì là bạn sẽ phát triển nó một cách bùng cháy á. Lá cuối trong bộ này, yeah, seasonal harvest, đến mùa thu hoạch của bạn nè. Cho nên mình nói là các bạn đến mùa thu hoạch, các bạn cứ làm đi. Các bạn sẽ gọi là thịnh vượng cả tình yêu thương lẫn điều kiện vật chất cho các bạn nha. Có một số bạn mình thấy có làm vườn ha, làm vườn cây, khu vườn của bạn phát triển lên rất là xanh tươi. Có nghĩa là có một số bạn cụ thể luôn là khu vực sống của bạn có vườn thì bạn sẽ rất hạnh phúc á. Rất hạnh phúc như đây là một cái thiên đường á. Ở đây á thì cái ý nghĩa chính là sắp tới nó là cái sự thịnh vượng cho bạn, cứ làm nha, bởi vì bạn có sự thu hoạch về tiền bạc, vật chất, điều kiện cho bạn á. Cái nữa là tình yêu thương hội tụ, tình yêu thương hội tụ đến với bạn, tức là bạn thu hút tình yêu thương. Cái nữa là cái này nè, bạn sẽ bắt đầu nè, những cái ước mơ mà có thể là bạn đã ấp ủ nó từ lâu rồi, hoặc là những cái ước mơ mà đã chưa từng có cái điều kiện cho nên nó ẩn á, thì sau này chính cái ước mơ này của bạn nó sẽ bùng cháy nha. Mình xem tới đây là thấy muốn ngưng luôn được rồi á. Rất là hay, nhưng mình sẽ thêm những cái chi tiết nào nữa cho bạn nha. Sorry. Chúng ta rớt như thế này thì mình sẽ lấy cái lá lật lên. Ok. Các bạn có the standing stone là justice á. Yeah. Nó như là một cái nhân quả công bằng cho bạn á, là một cái. Hoặc là đến lúc bạn tỉnh táo, là cực kỳ tỉnh táo, lý trí cho chính cái cuộc sống của bạn. Để mình xem. Để tiếp nha. Yeah, Four of Wands. Linh, cực linh. Tại vì lúc đầu soạn bài ra thì cái lá này nó đã bị rớt ra rồi. Trời ơi, thành tựu lớn nha mọi người. Sắp tới nó sẽ là sự thành công cho bạn. Nhiều cái vấn đề thành công ở đây lắm. Ví dụ như là bạn làm ăn, công việc làm ăn của bạn ha, rất là tốt. Và mình thấy nhiều người hợp tác với bạn nha. Đây có thể là người thân bạn, vợ chồng bạn. Đây cũng có thể là bạn làm ăn với bạn. Thành công ăn mừng luôn nha. Thành công xuất sắc. Rồi, đây cũng là một cái tin vui cho sum họp đoàn tụ. Các bạn một nửa của nhau tìm thấy nhau, sum họp đoàn tụ với một nửa của bạn. Thì tùy ha, đây có thể là vợ chồng hoặc là người yêu. Hai cái lá này kết hợp ha. Hai cái lá này kết hợp, nó còn đang nói về đính hôn, kết hôn á mọi người. Trời ơi, Six of Wands, thắng lợi, thành công, vinh quang ha. Bạn nào liên quan nè, học hành thi cử gì đó, mình thấy thắng lợi, thành công, vinh quang nha. Hoặc là công việc của bạn nó thành công, vinh quang. Pay up Adames, liên quan đến việc học, nghiên cứu hoặc tìm hiểu thêm về tâm linh. Đấy,
đọc sách, hoặc là các bạn có trải nghiệm thực tế ở bên ngoài thiên nhiên mà liên quan tới năng lượng tâm linh. Yeah, Battle Reagan, The Charot á. Wow, Aesopan, các bạn sẽ gọi là vùng lên ha. Vùng lên, thừa thắng, xông lên một cách mãnh liệt. Sắp tới thì các bạn sẽ hiện thực hóa được một ý tưởng, một công việc, một dự án, một dự định của các bạn nha. Thì dường như là năng lượng như thế này á, nó y hệt như là bạn sẽ thực hiện được gần 100% á. Rồi, ở đây là bạn thực cực kỳ là như là một chiến binh dũng mãnh luôn á, rất là tự tin, rất tự tin, tỉnh táo, hiểu sức mạnh của bản thân, rất là tự tin về bản thân để thực hiện một ý tưởng nào đó và thực hiện được ý tưởng đó luôn nha. Mọi người kiên nhẫn nha. Home, yeah, trời ơi, một ngôi nhà ấm áp ha. Nè, xung quanh mình thấy không? Xung quanh ngôi nhà có khu vườn đó. Transformation, đến thời kỳ chuyển hóa của bạn. Answer, câu trả lời đến từ bên trong. Bạn hãy cứ làm tất cả mọi việc xuất phát từ cái sự thôi thúc từ bên trong, xuất phát từ trái tim của bạn. Hãy làm mọi việc đầy tâm huyết. Mình thấy các bạn sẽ có hạnh phúc gia đình luôn nha. Ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc và một cái sự chuyển hóa thật là mạnh mẽ, bởi vì cái sự chuyển hóa này nó là cái sự chuyển hóa từ bên trong. Yes, 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 yes. Và write your variation, cái câu trả lời yes dành cho bạn á. Bạn muốn hỏi điều gì? Thì đây là một câu trả lời yes dành cho bạn rồi. Hãy tiếp tục nâng cao tần số năng lượng của bạn nha. Hãy tìm hiểu về nâng cao tần số năng lượng. Cứ lên Google gõ tìm hiểu thêm đi nha mọi người, về nâng cao tần số năng lượng. Ok. Ok, mình xin kết thúc thông điệp nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào các bạn tụi hai. Thông điệp ngẫu nhiên. Để xem là các bạn sẽ đón nhận điều gì trong thời gian sắp tới nha. Ok, để đây. Các bạn có sit up earth. Wow. Có sự may mắn về tiền bạc, điều kiện vật chất, sự may mắn cho những cái phương tiện hiện hữu ha, được hỗ trợ giúp đỡ, hoặc là bạn sẽ dư dả hơn. Ok. Oh my god, 10 of water, 10 ly. Yeah. Các bạn có 3 of air. Chờ mình nha. Now a fire, yeah. Có thể bạn trong công việc của bạn á, thì nhiều khi bạn thấy áp lực, bạn chưa quen, hoặc cũng có thể là cái giao tiếp á, một số bạn sẽ không hiệu quả, hoặc là do bạn bị mệt quá trong công việc á, hoặc là cái công việc bạn chưa có quen nó đó, chưa có thích nghi, cho nên thành ra là bạn có những cái suy nghĩ nó rất là mệt trong cái công việc. Từ từ nha. Ok, he's a fire. Và năng lượng khí á, để mình xem nào. Thật ra là đang xem đó mọi người, tại vì bạn nhìn nè. Ở đây á, giống như bạn chưa có thích nghi được á, bởi vì cái tâm trạng bạn và những cái việc đến với bạn á, nó là cái cơ hội, đúng ra là cơ hội á. Bạn cần điều chỉnh cái suy nghĩ và sự thích nghi thì bạn sẽ nắm bắt cái cơ hội này được tốt. Đây là cơ hội, là những bài test của vũ trụ á. Tại bạn nhìn nha, bạn được sự hỗ trợ bởi phương tiện vật chất, tiền bạc, tức là có sự may mắn nào đó. Vũ trụ là trao cái cơ hội sự may mắn này đến với bạn, cho nên là bạn sẽ thấy là bạn sẽ được hỗ trợ, được giúp đỡ trong khoảng thời gian này. Hoặc là tự nhiên á, bạn trong công việc, cuộc sống của bạn bắt đầu có sự dư dả về vật chất. Bạn hạnh phúc lắm, bạn rất là hạnh phúc. Nhưng đang xen với khi mà bạn đảm nhận cái công việc á, thì tự nhiên bạn thấy một là cái công việc nó rối rắm, hoặc là bạn không quen, có áp lực, hoặc là khi mà bạn làm việc á, tự nhiên có những cái suy nghĩ
có những cái suy nghĩ nó hơi bực bội, tiêu cực ở đây, hoặc là bạn có những cái cuộc giao tiếp nó không được tốt lắm trong cái công việc của bạn. Rồi, rồi bắt đầu đang xem tới là bạn thấy ha, đầy sự tươi sáng, đầy sự tự tin trong công việc, để rồi là có những cái suy nghĩ tiếp nữa là hơi tiêu cực ha bạn ha. Như vậy là đang xen năng lượng, thì có nghĩa là cái cơ hội được trao đến bạn, được trao đến bạn, đây cũng là bài test, là sự thử thách dành cho bạn nha. Như vậy ở đây mình tạm suy nghĩ ha, tại vì chúng ta sẽ còn rút bài tiếp, mình tạm suy nghĩ rằng á là bạn có thể, nếu như bạn điều chỉnh tốt được cái suy nghĩ và sự thích nghi á, thì bạn sẽ nắm bắt được cái cơ hội tốt và bạn sẽ làm được cuộc đời của bạn á sẽ tươi sáng như thế này. Và cái cách mà bạn làm việc, cách bạn sống, nó sẽ đầy sự tự tin, chủ động và sáng tạo. Ok ha. Rồi, mọi người chờ nha. Ây da, lá này tự rớt. Chúng ta có dreams. Wow, mình hiểu cái năng lượng của bạn luôn rồi á, mình cảm nhận được luôn rồi á. Nghĩa là để thực hiện được ước mơ của bạn, Hãy chiến thắng được những cái thử thách nhỏ nhỏ. Hãy suy nghĩ đến cái ước mơ lớn của các bạn mà vượt qua những cái thử thách nhỏ nhỏ. Ok. Wow, financial health. Bạn kiên trì nha, đừng có bỏ cuộc. Vì sao? Vì sự khỏe mạnh về tài chính. Cho nên á, bạn kiên trì thì bạn sẽ mạnh đầu tiên lên là về tiền bạc. Là về tiền bạc đấy. Ở đây nó có một cái vấn đề khác nữa, tức là liên quan đến, bạn nhìn thấy đây là một cái cây kiển, thì cái này nó thuộc về cái lĩnh vực mình chưa biết nhiều, cho nên mình không có dám nói, nhưng mà mình chỉ có thể nói là nó tốt quá. Nhưng cái ý nghĩa chính, ý nghĩa quan trọng thì đang nói về cái sự khỏe mạnh, sức khỏe về tài chính của bạn tăng á, là mình đang nói về tiền bạc nha mọi người, chứ mình không có nói về đầu tư nha. Tức là mình nói về cái cuộc sống tiền bạc của bạn á, cái sức khỏe tiền bạc của bạn đang tăng á. Cho nên nhìn vô là mình biết ngay luôn. Tức là thật ra mấy cái thử thách mà bạn gặp á, hoặc là những cái cuộc giao tiếp không hiệu quả tại nơi làm việc á, nó chỉ là bài test thôi. Hãy vượt qua mấy cái nhỏ đó đi, hãy nhìn thấy cái cơ hội lớn hơn á. Hãy nhìn thấy là vũ trụ đang trao cho bạn cái cơ hội này, bạn nên nắm bắt tốt cái cơ hội này, vì từ cái cơ hội này bạn có thể thực hiện được những ước mơ của bạn về sau. Với lại một cái điều thấy rất là rõ đây luôn, thứ nhất là bạn tự tin lên là thấy rõ cái tại rèn luyện sự tự tin của bạn, với một cái nữa là sự may mắn về tiền bạc là cái thấy rõ. Closure, yeah. Transformation. Ok. Ở đây thì cũng có thể là một số bạn á, các bạn kết thúc chu kỳ cũ thì sự chuyển hóa đến liền ngay tức khắc. Ok ha. Cái này mình sẽ giải thích thêm nữa nha, chờ mình chút đi. Nhưng mình thấy là sự kết thúc và sự chuyển hóa ngay tức khắc luôn. Seven of Cups. Nha, the Sun nè. Thật ra vượt qua những cái rối loạn về cảm xúc nha mọi người, thì cái phần thưởng nó vô cùng lớn, tuyệt vời, nó nằm ở đằng sau. Nếu như bạn á, chỉ vì sự rối loạn cảm xúc á, bạn không vượt qua được, Thì thật sự là Bạn sẽ tiếc á, bạn không có nhìn thấy được là cái sự thành công rất lớn của bạn ở phía sau đó luôn. Cho nên á, ví dụ như bạn đang làm cái gì đó trong vài ngày nay, bạn bị rối loạn cảm xúc á, hãy vượt qua, hãy gạt nó qua một bên. Tại vì á, cái sự thành công, sự đầy tươi sáng nó sẽ đến với bạn liền sau đó thôi. Ây da, Six of Cups nè. Ten of Wands. Đúng là công việc có làm cho bạn mệt, áp lực, nhiều việc quá nha. Và cái công việc nó cũng gây sự nặng nề, khó chịu này nọ, nhưng bạn được ủng hộ lắm trong thời gian này. Rất nhiều bạn ở đây sẽ được ủng hộ bởi soulmate của bạn á, bởi người thương của bạn đấy. King, vua gậy.
vua gãy bốn kiếm. Bốn ly. À, bốn bốn. Để tìm xem nha, bốn bốn. Ok. À, giống như kiểu là một số bạn có thể đối diện với cái người mà người ta bị nóng tính nhưng lại là có quyền á. Đây có thể là sếp của bạn ha, hoặc đây cũng có thể là chồng bạn gì đó. Để mình xem nha. Nhưng cũng không sao hết, tại mọi thứ đều được bảo tồn. Chúng ta có bốn kiếm bốn ly và chỉ cần lặng yên điềm tĩnh là được rồi. Bạn không cần làm gì nhiều. À, bạn chỉ cả thả lỏng. Go with the flow, xuôi dòng thì im lặng luôn cũng được đó. Là tự nhiên mọi chuyện nó sẽ bình yên. Ok, mọi người hãy suy nghĩ như thế này nè. Tại vì bạn có cái cơ hội mục tiêu á, mình thấy sức khỏe tiền bạc tăng đó. Và có cơ hội để thực hiện lý tưởng của bạn. Cho nên thành ra là hãy vì cái điều này á, bạn cứ vượt qua được những cái bực bội khó chịu nóng nảy. Ok. Imagine and vision. Bạn có thể viết nha, viết nhật ký. Hãy viết ra tất cả những suy nghĩ, tưởng tượng, hình dung của bạn trong đầu. Đừng để nó trong đầu, hãy viết nó ra. Viết mỗi ngày viết một ít về những gì mà bạn muốn hướng đến. Bạn muốn có thành tựu như thế nào? Bạn muốn có tiền bạc ra sao? Bạn có ước mơ như thế nào? Hãy cứ viết ra, vũ trụ khuyến khích bạn viết ra luôn. Và mình chính là cái người cực kỳ kinh nghiệm trong cái việc viết ra. Và mình đã gọi là cực kỳ có kinh nghiệm để thấy được cái hiệu quả rất lớn khủng khiếp từ cái việc mà chúng ta viết ra. Đừng để nó ở trong đầu, viết ra thì bạn sẽ thấy là bạn trở thành một cái phiên bản khác hẳn luôn so với trước. Cái năng lượng mà khi bạn viết ra là cái năng lượng đó rất cao, chỉ những người thực hành đi rồi thì tự nhiên là bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ hiểu được là tại sao khi mình viết ra thì năng lượng của mình nó lại lên cao như vậy nha. Và khi bạn viết ra thì bạn rất dễ hiện thực hóa được những điều mà bạn mong muốn á. Đây là một cái câu trả lời rất thẳng thắn từ vũ trụ dành cho bạn rồi nè, hãy viết nó ra trước đi. Đó. Yeah, connect, kết nối với cây cối, với thiên nhiên, với đất nha. Là bạn sẽ hấp thụ được cái nguồn năng lượng từ thiên nhiên, từ cây cối á. Là cái đó để nâng cao tần số năng lượng của bạn. Bạn nào sống ở biển thì bạn có thể tiếp xúc với biển, ngồi thiền. Dạ, bạn cũng rồi. Bạn tụ 2 sẽ giống một đặc điểm chung giống với các bạn tụ 1, đó là sự may mắn về điều kiện vật chất, tiền bạc. Learn from life. Nhiều bạn á, bạn đã học rất nhiều, đọc rất nhiều và đến lúc là bạn sẽ hiện thực hóa. Đến lúc là bạn sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn học thực tế từ cuộc sống, có nghĩa là mình đi làm á, mình làm, mình gia chạm với cuộc sống thực tế, mình ứng dụng tất cả những gì mà mình đã học, đã đọc. Cái này gọi là hiện thực hóa. Rồi, bạn có thể làm vườn nha. Làm vườn là một hình thức để nâng cao tần số năng lượng của bạn. Khi mà bạn nâng cao tần số năng lượng rồi thì bạn sẽ thấy tất cả những cái thử thách á, vô cùng là bé nhỏ. Tất cả những gì mình nói á, về nâng cao tần số năng lượng, tiếp xúc với thiên nhiên, vì sao mình mạnh lên, thì khi bạn thực hành bạn mới hiểu ha. Ok. Các bạn có đang có vấn đề gì trong giao tiếp, yên tâm nha, mọi thứ sẽ hòa giải. Đi làm bực bội với ai đó chẳng hạn á, thì bạn chỉ cần lùi là một bước thôi, xuôi dòng lùi là một bước, nhường nhịn, tự động cái chuyện đó sẽ được hòa giải. Bạn đang trong năng lượng chuyển hóa. Ok, sự may mắn nữa của bạn chính là được sự ủng hộ, đồng hành của người thương của bạn nha, của người yêu. Thế nè, đây là bạn đang học cái bài học là gì? Chấp nhận chính bản thân của mình. Cho nên những cái thử thách đến với bạn á, thử thách nó là thử thách, bạn gia chạm đi, nhưng bạn vẫn hãy cứ giữ vững lập trường, đó là gì?
là trân trọng chính bản thân mình. Ok, mình xin kết thúc thông điệp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.